Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với Mr. Zero, mình là Mỹ Uyên. Những lần cầu thủ lên tận khán đài tận cổ động viên. Rạng sáng ngày 5 tháng 3, Tottenham đã để thua Norwich trên chấm luân lưu tại vòng 5 FA Cup. Với kết quả này, gà trống thành London chính thức bị loại khỏi đấu trường lâu đời nhất nước Anh. Trận thua này khiến toàn đội Tottenham và các cổ động viên đội bóng rất thất vọng. Trên khán đài, một cổ động viên dường như đã buông lời khiêu khích, miệt thị với em trai của tiền vệ Eric Dier. Sau trận đấu, tuyển thủ người Anh đã lập tức treo qua biển quảng cáo để ăn thua đủ với người này. Nhờ đến sự can thiệp của các nhân viên an ninh, không có hậu quả nào đáng tiếc phải xảy ra. Cùng tổng hợp lại những lần cầu thủ lên tận khán đài để tận cổ động viên nhé! Nếu thấy video hay, hãy để lại cho chúng tôi một like, share và subscribe. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo! Dù là một môn thể thao và yêu cầu tính lành mạnh, nhưng không ít lần bóng đá vẫn thể hiện những mặt hết sức tiêu cực. Nổi trội trong số đó phải kể đến vấn đề bạo lực trong môn thể thao vua. Bạo lực giữa những người đồng đội trong các buổi tập, giữa những đối thủ của nhau trên sân, thậm chí còn là những màn tấn nhau giữa người hâm mộ giữa hai đội, hay tệ hơn là fan quá khích đánh cầu thủ. Nhưng có lẽ đáng tiếc nhất là khi các cầu thủ không giữ được mình để rồi lao vào hành hung trọng tài, những cậu bé nhặt bóng hay là với các cổ động viên. Rạng sáng ngày 5 tháng 3, cổ động viên Tottenham đã nhận trận thua sốc trước đội bóng đang khủng hoảng Norwich trên chấm 11m và qua đó họ chính thức bị loại tại cúp FA. Tuy nhiên, khi màn so tài khép lại, các fan lại được chứng kiến một hình ảnh sốc không kém khi Eric Dier, một cầu thủ của Tottenham, leo lên tận khán đài đòi ăn thua đủ với một cổ động viên. Đoạn video được ghi lại cho thấy đồng đội của Son Heung-min đã rất bực tức khi bước lên hàng ghế dành cho cổ động viên. Nếu không được lực lượng an ninh ngăn lại, chắc chắn một cuộc ẩu đả lớn đã xảy ra. Sự việc trên khiến nhiều fan đi từ phẫn nộ tới khó hiểu bởi tại sao tự dưng một cầu thủ chuyên nghiệp như Dier lại muốn hành hung fan của mình. Câu trả lời cuối cùng cũng được huấn luyện viên Jose Mourinho của Tottenham tiết lộ ở buổi họp báo sau trận. Ông hiểu sự tức giận của Dier nhưng không đồng tình với cách cậu học trò đã làm. Người đó đã lăng mạ Eric và người thân của cậu ấy. Khi đó gia đình của Eric cũng trên khán đài. Em trai của Eric không hài lòng với những câu nói đó. Và rồi Eric đã làm điều một cầu thủ chuyên nghiệp không thể làm, nhưng nhiều người bình thường sẽ làm như cậu ấy mà thôi, chiến lược gia người Bồ Đào Nha tiết lộ. Phát biểu trên càng có thêm cơ sở bởi Dier đã luôn miệng hét: "Đó là em trai của tôi" vào thời điểm được đám đông ngăn cản. Chưa rõ Dier có bị phạt vì hành động của mình hay không, nhưng nhiều fan bày tỏ sự thông cảm với cầu thủ trẻ. Ngược lại dòng thời gian cách đây 23 năm, đó là ngày 25 tháng 1 năm 1995, MU hành quân đến sân St. Hood Park của Crystal Palace sau tình huống phạm lỗi thô bạo với Richard Shaw của đội chủ nhà. Ngôi sao sáng giá nhất của nhà đương kim vô địch MU là Eric Cantona nhận thẻ đỏ. Tiền đạo người Pháp rời sân trong sự hầm hè, khuôn mặt vẫn đỏ bừng vì tức giận. Sẽ chẳng có gì để nói nếu như Matteo Simon không bất ngờ rời hàng ghế để tiến sát đến đường bích, tiếp cận Cantona và bắt đầu chửi bới. Đáp lại những lời thóa mạ của Simons, Cantona cũng bắt đầu la hét, nhưng giới hạn của sự kiềm chế bị vượt qua. Cantona lao về phía Simons và tung ra một cú đạp lịch sử. Truyền thông Anh không thể đặt tên cho nó một cách xứng đáng với vị thế và tính chất bạo lực của cú song phi mà Cantona ném vào người Simons. Họ tạm gọi đó là cú công phu của Cantona. Ngay khi trọng tài thổi còi kết thúc trận hòa một đều giữa Lille và Montpellier, trong khuôn khổ vòng 29 Ligue 1, khoảng hơn 200 cổ động viên đội chủ nhà đã tràn vào sân đòi tấn công các cầu thủ. Mục tiêu của họ không phải là cầu thủ đội khách mà là chính thầy trò huấn luyện viên Christopher Galtier. Ngay lập tức, những ngôi sao của Lille phải nháo nhào tháo chạy vào phòng thay đồ. Nguyên nhân khiến cổ động viên Lille có hành động này là bởi thành tích bết bát của đội nhà ở mùa giải năm nay. Hiện Lille đang đứng tận vị trí thứ 19 và đó nguy cơ rớt hạng Ligue 1 đang hiện hữu trước mắt. Chính điều này đã khiến một cảnh tượng hỗn loạn đã xảy ra. Đội ngũ an ninh nhanh chóng đưa các cầu thủ của Lille vào trong đường hầm và xếp hàng chặn bên ngoài, bởi nếu không, Nicolas Pepe cùng đồng đội sẽ bị những kẻ quá khích hành hung. Trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2018 giữa Romania và Ba Lan đã phải tạm hoãn 10 phút vì sự cố liên quan tới pháo súng. Có lẽ do không hài lòng với lối chơi của đội khách, một số cổ động viên Romania đã ném pháo sáng xuống sân cỏ.
Một trong những quả pháo từ khán đài đã được ném xuống gần vị trí của tiền đạo Robert Lewandowski. Do quá hoảng loạn, chân sút của Bayern đã đổ gục xuống sân cỏ và nằm bất động, sau đó phải nhờ tới sự can thiệp của các nhân viên y tế. Lewandowski mới trấn tĩnh trở lại để tiếp tục thi đấu. Tuy vậy, trên phía khán đài, cổ động viên hai đội vẫn xảy ra tranh cãi và xô xát kịch liệt. Khi Donnarumma đang đứng bảo vệ khung thành trong trận đấu với U21 Đan Mạch, các cổ động viên ở phía sau đã ném những tờ tiền giả vào sân chỗ người thủ thành 18 tuổi đang thi đấu. Không chỉ vậy, các khẩu hiệu cũng được hô vang trên các khán đài. Các cổ động viên Italy tỏ ra không hài lòng và cho rằng ngôi sao của AC Milan đã quay lưng với câu lạc bộ đã nuôi nấng anh chỉ vì tiền. Cầu thủ trẻ người Italy đã khiến các cổ động viên của AC Milan phẫn nộ sau khi anh từ chối gia hạn hợp đồng và có thể rời đội bóng vào mùa hè năm sau theo dạng chuyển nhượng tự do. Một tấm banner trên khán đài với khẩu hiệu đơn giản Donnarumma đã nói lên tất cả. Trận đấu này, West Ham lại cho thấy bộ mặt thảm hại của mình với thất bại 0-3 trước Burnley. Khá dễ hiểu vì những cổ động viên trung thành của The Hammer tỏ ra sự tức giận, họ yêu cầu hội đồng quản trị của đội bóng phải mau chóng có sự thay đổi. Một cổ động viên West Ham đã lao xuống sân để phản đối và gặp phải phản ứng mạnh mẽ từ Mark Noble. Một cảnh tượng không mấy đẹp đẽ đã diễn ra khi thủ quân của đội bóng lại vật ngã chính những cổ động viên West Ham trung thành. Phút 66 trong trận đấu giữa Everton và Lyon tại sân Goodison Park, Ashley Williams bên phía đội chủ nhà có pha đẩy thô bạo với thủ thành Anthony Lopez của Lyon. Do không thể kiềm chế, đôi bên đã lao vào đánh nhau, kéo theo hàng chục đồng đội cũng lao vào ẩu đả theo. Khi cuộc ẩu đả được lôi đến gần khu vực khán đài, các cổ động viên chủ nhà Everton cũng tiện tay tham gia với câu lạc bộ của mình. Không ít cầu thủ của Lyon đứng gần khán đài đã bị cổ động viên Everton tặng quà bằng một vài pha bạc tai hoặc những cú đấm trời giáng. Phải mất tới gần 10 phút, trận đấu mới có thể ổn định trở lại và tiếp tục thi đấu. Trong tình huống va chạm ở phút 66, Ashley Williams chỉ phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi của mình. Các cổ động viên chạy xuống sân không hẳn để gây sự mà còn để chia vui với thần tượng một cách đáng yêu như thế này đây. Một điều thú vị đã diễn ra ở trận Paris Saint-Germain đè bẹp Rennes 4-1 khi hai cổ động viên trong trang phục ninja rùa bất ngờ chạy vào sân để chia vui với tiền đạo Kylian Mbappe. Một trong hai fan hâm mộ này chạy đến trước mặt Dani Alves và hậu vệ người Brazil có cử chỉ đưa tay ra sau lưng, tượng trưng cho hành động rút kiếm, thứ vũ khí quen thuộc của các ninja. Sau đó, cổ động viên này còn chạy đến ôm Mbappe. Tuy hai cổ động viên này không có bất cứ hành động nào xâm hại đến các cầu thủ, nhưng lực lượng nhân viên an ninh sân Route de Lorient đã nhanh chóng đưa cả hai ra sân để trận đấu có thể tiếp tục. Tình huống của Patrick Evra có lẽ là hiếm gặp nhất. Ngay khi trận đấu của Marseille với Victoria Guimaraes ở Europa League chưa bắt đầu, hậu vệ này đã bị đuổi khỏi sân khi lao vào đánh một cổ động viên.
Cụ thể, lúc toàn đội Marseille đang khởi động, một cổ động viên Marseille đã có hành động dễ cợt nhắm vào Patrick Evra, khiến cựu ngôi sao Man United phải chạy đến nói chuyện phải trái. Rồi Evra đã không giữ được bình tĩnh và đã thẳng chân đá vào đầu cổ động viên đó. Mặc cho đồng đội ra sức can ngăn, Evra lao ra đường biên đánh một cổ động viên, tái hiện cú kung fu của Cantona ngày nào. Với hành vi này, Evra đã bị rút quyền thi đấu khi trận đấu chưa bắt đầu. Vừa rồi chính là những lần cầu thủ lên tận khán đài để tấn cổ động viên. Mặc dù đa số các nhân vật trong tình huống này đều hành động theo lý do chính đáng của họ. Tuy nhiên, đây là môn thể thao vua chứ không phải đối kháng. Vì vậy, mọi hành động bạo lực dù cố tình hay vô ý đều trở nên không phù hợp. Và các cầu thủ hay cổ động viên, một khi đã ra sân, tốt nhất nên giữ một cái đầu lạnh trước mọi quyết định của mình. Có như vậy thì bóng đá mới giữ được đúng bản chất mà nó cần có. Đừng quên chia sẻ suy nghĩ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.